Mến chào tất cả các bác. Thì nhiều bác hỏi với em là chỉnh tay trên con T3 này có khó không? TCA T3 này có khó không? Thì em báo với các bác là con này rất là dễ. Ngoài cái sử dụng Wi-Fi để mà điều khiển đấy, thì chúng ta có thể chỉnh được trên tất cả các phím này các bác nhé. Thì đây là một màn hình LED rất là đẹp đấy. Và đây là cổng USB USB để các bác kết nối. Đấy, thì ngoài những cái phím này ra thì em hướng dẫn tất cả các phím. Nó rất là đơn giản các bác nhé. Đây là nút FBE này, nút chống hú này. Đấy, rất đơn giản các bác nhé. Có thể con này có 4 chế độ chống hú các bác nhé. Em đang để ở mức 3, F3 tức là ở mức 3. Đấy, đây là master tổng này. Đấy, thì khi mà các bác chọn cái phần music, điều chỉnh cái phần music các bác nhé. Đấy, đây là em đang cho cái phần music đang về 0 này, music volume này, mic volume này, effect volume này. Khi mà các bác dùng khiển thì các bác không cần phải sử dụng ba phím này nữa, mà các bác dùng tay thì các bác sẽ không dùng khiển đấy. Đấy, các bác có thể vặn này. Đấy. 56 này. Tiếng nhạc đang lên. Đấy. Đấy, cái đây là music này, music các bác ấn vào này. Các bác có thể chọn được đầu vào music này. Đấy, music noise là khử nhiễu này, đầu vào này. VOD này các bác có thể tăng giảm được cái ấy này. Đấy, tăng giảm được cái to nhỏ của cái đầu này. Đấy. Đầu vào. Đấy. AUX, BMG, đây là spin này, có nghĩa là cái đầu này em muốn cho to lên này để không decibel đi. Đấy, thế này là nó sẽ ok, nó đã ok. Đấy. Tiếp tục đến music high pass này. Flat này, F2.0 này. Đấy, loud pass này. Đấy, cái này nó chỉnh rất là dễ này, music EQ on này. Đấy, đây là đến phần EQ của mic. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh. Đấy, music input đấy. Thế thôi, còn đâu cái main này. Main này các bác có thể chỉnh được main giờ, main L, mute TA hoặc là chỉnh độ to nhỏ của main. Đấy. Main này có nghĩa là đầu ra main ấy các bác. Đầu ra của cái này là đầu xuống ra cục đẩy ấy. Thì chúng ta có thể chỉnh được ở đây revert main này. Đấy, echo main này. Delay main này. Đấy, bao nhiêu mét trên giây là có hết các bác nhá. Đấy. Có hết, rất là tiện. Các bác nếu mà nó đang ở màn hình này mà các bác muốn thoát ra, các bác chỉ muốn ấn exit là có thể ra được. Đấy, phần bên revert chỉnh riêng này. Đấy. Revert chỉnh riêng này. Revert zoom này, có thể các bác có thể chỉnh được. Đấy, flange này. Đấy, hand này. Zoom này, bình thường chúng ta để zoom ấn vào, thế là xong. Revert. Đấy, revert decay này. Revert flange delay này. Echo này. Revert line này. Đấy, rất nhiều, echo cũng thế thôi. Echo volume này. Echo delay này. Giờ delay này. Repeat này, free delay này, rất là nhiều thôi nhá. Các bạn muốn thoát ra ấn exit, thoát ra màn hình chính luôn, rất là dễ. Đấy, đấy, đây là em đang sử dụng cái nhạc mạnh. Em muốn thay đổi thì có thể xoáy. À. Tất cả đây nó có 10 chế độ các bác nhá, mà em đang sử dụng có 6 chế độ thôi. U1 này, U2 này, U2 là cái chế độ echo trên con T3 này. Revert này, mức 4 này, mức 3 thì có. Đây này. Đấy, đấy, U3 là revert này. E4 là revert cũng delay này. 5 là bolero này. 6 là nhạc mạnh này, các bác có thể chọn. Em để nhạc mạnh, em bấm ok phát là loát ok. Đấy. Các bác thấy nó đang ở cái phần nào thì các bác có thể điều chỉnh thôi. Firmware 2.02. Đấy. Các bác thấy nó lằng nhằng quá, các bác ấn chữ exit này là thoát ra hết. Rất đơn giản thôi các bác nhé. Con này có đặc điểm có 2 mic đằng trước và 2 mic đằng sau, các bác có thể ấn vào, các bác có thể cắm mic đằng sau. Đấy, cắm mic đằng sau để cho nó nhìn nó đẹp mắt hơn một chút. Đấy. Còn điều chỉnh rất là dễ thôi. Đấy. Đấy, cho to. Đấy. Còn đây em nói thêm cái phần mic này. Phần mic này. Mic FBE không nói này. Noise gate không nói này.
Exciting các bác nhé. Exciting này nó có một đặc điểm rất là hay, có nghĩa là nó có thể nâng được cái tiếng mic của mình lên. Đấy, nâng cái tiếng mic này có 6 chế độ, 6 chế độ nâng tiếng mic các bác nhé. Nó dùng như là một cái chiếc EX3000 này, EX3000 coi như là nó thay cái con EX3000 này luôn để về phần mic. Đấy, Exciting các bác nhìn, Exciter này. Đây, trên này con này là cũng Exciter. Thì có thể con này có thể thay được. Đấy, thay được con nâng tiếng có 6 chế độ các bác nhá. Rất là tiện. Đấy, ok. Phát ra exit. Đấy, nó rất là hay các bác nhá. Có phần nâng tiếng của cái có thể không cần sử dụng EX3000 cũng được. Nếu mà dùng con này.